Đây là con, đây là con mực lạ này. Mực lạ hơn, tiên quả mực lạ đó ba. Đây, ngửa ra. Mắt có mực lạ đấy. Đẹp chưa? Mực lạ này làm món gì đẹp? Làm món gì ngon? Luộc xào hấp chiên. Luộc xào hấp chiên. Nấu. Nấu chi mà cho được. Nguyên cái. Đang kiểu gì tốt kiểu đấy. Con này to đấy, dài về mấy chục phân đây, 40 phân, cả đâu là tầm 40 phân, 50-60 phân, 60 phân. Con này hơn 2 cân, gần 3 cân. Loài lá là gọi là to không? Đây, của, đây. Có cái lẻ vậy. Chín tua luôn. Xem thôi. Đây, mắt này. À đây, để con mực lá đấy. Trời mưa nha.